võ sĩ hạng nhẹ của UFC, Dan Hooker, ngày hôm qua đã hoàn thành ca phẫu thuật sau chấn thương anh gặp phải trong quá trình tập luyện. Võ sĩ này đã được lên lịch thi đấu tại UFC Austin và dự kiến đối đầu Bobby Green. Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra 11 ngày, anh đã bị gãy tay và buộc phải rút lui. Sau ca phẫu thuật thành công ngày hôm qua, Dan Hooker đã chia sẻ hình ảnh mới lên Instagram cá nhân để trấn an người hâm mộ. Anh khẳng định ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, với việc tiêm tủy xương để giúp vết gãy bình phục tốt hơn, bởi đây đã là lần thứ hai mà anh bị gãy bên tay phải. Trước đó anh cũng đã gặp chấn thương này trong trận gặp Jalen Turner tại sự kiện UFC 290 hồi tháng 7. Hiện tại võ sĩ người New Zealand vẫn chưa được lên lịch cho trận đấu tiếp theo và sẽ chờ đợi chấn thương bình phục trong vài tháng tới. Trong khi đó ở sự kiện UFC 299, ngoài trận đấu chính giữa Sean O'Malley và Marlon Vera đã được lên lịch từ đầu, thì mới chỉ có một trận đấu phụ được công bố mới đây. Theo nguồn tin của các chuyên trang MMA, trận đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa Pedro Munhoz và Caleb Phillips ở hạng cân 61kg. Pedro Munhoz là kỷ lục gia về số trận đấu nhiều nhất lịch sử hạng gà. Với 30 trận đấu tổng cộng trong sự nghiệp, anh có 20 chiến thắng cho đến lúc này và có tổng cộng 7 lần được bình chọn cho màn trình diễn hay nhất của một sự kiện UFC. Trong khi đó, Caleb Phillips, đối thủ của anh cũng có xuất thân đặc biệt khi đây là một võ sĩ gốc Việt. Anh có bà ngoại là người Việt. Võ sĩ sinh năm 1995 mới chỉ thi đấu 13 trận chuyên nghiệp nhưng đã có 11 chiến thắng và trong đó là 5 lần knock out đối thủ. UFC 299 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3 theo giờ Việt Nam nhưng chưa xác định địa điểm thi đấu.